trầm rộ tin nhắn nam em xin tiền mẹ nuôi, nhanh chóng đổi thái độ khi bị ngăn cấm yêu chồng sắp cưới. Nam em lại có động thái gây sóng gió cõi mạng khi để lại bình luận nhắn nhủ đến một tài khoản tự xưng là mẹ nuôi của người đẹp. Thời gian gần đây, nam em liên tục trở thành chủ đề chiếm sóng mạng xã hội vì những ồn ào xoay quanh người đẹp và chồng sắp cưới. Ngày 6 tháng 12, trong một diễn đàn bàn chuyện Vbiz, netizen bất ngờ lan truyền tin nhắn được cho là nam em xin tiền một người mà cô gọi là mẹ. Theo nội dung trong ảnh được chia sẻ, nam em mong đối phương cho cô tiền đi du lịch vì cảm thấy không ổn, hay sửa lại nhà dưới quê để mỗi lần stress có nơi để xả. Mới đây, một tài khoản tự xưng là mẹ nuôi của nam em trong đặt tin nhắn đã lên tiếng ngay phần bình luận bài đăng của người đẹp. Người này cho biết mình là một giảng viên đại học, chủ doanh nghiệp gần 50 tuổi đã theo dõi và cảm mến nam em sau khi xem chương trình Vô Lăng Tình Yêu. Sau khi có cơ hội gặp trực tiếp nhờ sự giới thiệu của bạn bè, chính nam em là người ngỏ ý muốn được nhận người phụ nữ này làm mẹ. Người này còn tiết lộ đã từng cho nam em tiền cũng như để cô vay mượn, còn khuyên bảo con gái nuôi nên suy nghĩ lại về quyết định kết hôn với đối tượng sắp cưới. Sau cùng, tài khoản này mong mọi ồn ào tiền nong với nam em được khép lại. Ngay sau đó, nam em đã để lại bình luận đáp trả, thừa nhận được người này cho một khoản tiền. Tôi không đến với bà ấy vì tiền, tôi thương bà ấy thật lòng, nhưng bây giờ tôi cũng đang trả giá cho việc nhận tiền của bà ấy. Mẹ này hơi lạ, mẹ thương con, mẹ muốn con đi làm nghệ thuật dưới sự kiểm soát chỉ đạo của mẹ để mẹ thấy sướng. Không đáp ứng được nhu cầu của mẹ thì mẹ nhảy tung trời lên. Nam em còn tiết lộ việc cô và người yêu công khai cũng vì nhân vật mẹ nuôi. Nhờ an ninh mạng điều tra lý lịch của bạn tôi quậy tung trời lên nên chúng tôi mới công khai, chứ chúng tôi muốn bình yên. Ngày xưa lỡ cho nhiều tiền quá nên cay. Sau khi công khai chồng sắp cưới, nam em liên tục đối mặt với nhiều thị phi trên mạng xã hội khi nữ kia bị đào chuyện quá khứ. Đến hiện tại, hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long vẫn nhất mực bảo vệ bạn trai trước những bình luận tiêu cực nhắm đến cả hai. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để cập nhật những tin tức đáng chú ý nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.